Vào ngày 11 tháng 11, cô Hà Ánh Phượng, giáo viên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ, được tổ chức Vakay Foundation công bố nằm trong top 10 giáo viên toàn cầu năm 2020. Vakay Foundation được biết đến là quỹ từ thiện toàn cầu tập trung phát triển giáo dục cho trẻ em kém may mắn, được doanh nhân người Ấn Độ Sunny Vakay thành lập năm 2010. Quỹ hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên toàn cầu thông qua đào tạo giáo viên, hiệu trưởng ở các nước đang phát triển, triển khai các chương trình, dự án giáo dục, tiến hành nghiên cứu hỗ trợ, phát triển chính sách giáo dục tại các nước trên thế giới. Năm 2014, Vakay Foundation thành lập giải thưởng giáo viên toàn cầu nhằm vinh danh những nhà giáo có đóng góp lớn, có sức ảnh hưởng trong ngành giáo dục. Nhận được kết quả này, ngay trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cô Phượng bật khóc, bởi điều này không chỉ có ý nghĩa với bản thân tôi, mà còn có ý nghĩa với rất nhiều thầy cô giáo, đặc biệt là những người thầy ở vùng khó khăn. Vậy, cô giáo người dân tộc Mường này là ai? Vì sao lại được tổ chức Vakay Foundation vinh danh là một trong 10 giáo viên toàn cầu năm 2020? Cô Hà Ánh Phượng, người dân tộc Mường, từng là sinh viên Đại học Hà Nội. Khi ra trường, cô được một công ty dược của Pakistan mời làm giám đốc đại diện kiêm phiên dịch với mức lương hấp dẫn, nhưng đã từ chối để tiếp tục học bậc thạc sĩ ngành sư phạm tiếng Anh. Năm 2016, cô giáo Mường được tuyển đặc cách vào trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, từ một giáo viên của Trung tâm Anh ngữ có tiếng tại Hà Nội, một phiên dịch viên đã tham gia phiên dịch cho sự kiện lớn nhỏ của các đơn vị đến từ 18 quốc gia. Cô Phượng đã gạt bỏ tất cả để trở về công tác ở ngôi trường miền núi với gần 90% học sinh là người dân tộc thiểu số. Đến với một môi trường ở vùng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và với đặc điểm gần 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, tưởng chừng những khó khăn trước mắt có thể làm chùn bước ý chí cô giáo trẻ. Nhưng chính bằng tình yêu đối với các học trò, sự nỗ lực của cá nhân vượt qua khó khăn trở ngại và sự hỗ trợ, động viên của các thầy cô, đồng nghiệp, gia đình, cô Phượng đã tìm tòi, áp dụng nhiều phương pháp, cách giảng khác nhau nhằm khơi gợi niềm đam mê học tập từ các học sinh. Cô Phượng tâm sự, chẳng cần visa, cả cô và trò chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch tới hơn 30 quốc gia. Những học sinh miền núi vốn rụt rè từng cúi gằm mặt xuống khi nhìn thấy một thầy giáo Tây xuất hiện trên màn hình, đùn đỉnh nhau nói chuyện và chỉ dám vẫy tay chào hello, giờ đây đã có thể tự tin giao tiếp với những người bạn ngoại quốc. Đúng như những gì cô giáo trẻ từng mơ, bất cứ học sinh nào ở bất cứ đâu cũng có thể thừa hưởng một nền giáo dục tốt nhất. Cô Phượng và học trò đã làm nên điều kỳ tích. Hiếm ai dám tin vào thời điểm 2 năm trước, học sinh miền quê cũng có thể trở thành công dân toàn cầu. Cô cũng trở thành người truyền cảm hứng về ứng dụng công nghệ thông tin khi thường xuyên đi giới thiệu mô hình lớp học xuyên biên giới, để nhiều giáo viên khác tại các địa phương cũng có thể thực hiện được. Quan niệm, khi thầy cô thay đổi, học sinh sẽ thay đổi. Ngoài việc áp dụng công nghệ thông tin, cô Phượng còn sáng tạo cách dạy học mới qua phim ảnh, dự án. Cô cũng lập một kênh YouTube riêng để dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô giáo trẻ người dân tộc Mường trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Ngoài cô Phượng, còn 9 giáo viên khác đến từ các nước như Mỹ, Anh, Ý, Brazil, Hàn Quốc, v.v. cũng góp mặt trong danh sách này.